Một cái giống táo mới mà quả của nó chỉ to bằng những quả cherry thôi. Người ta còn gọi nó với cái tên gọi là quả táo cherry vậy nhá. Đặc điểm của giống táo này thì cho quả rất là sai. Bạn thấy là một cây nó cao tầm 70 80 phân này thôi đã cho tới vài trăm trái trên cây rồi. À, một chùm quả của nó sẽ dao động khoảng tầm 5 tới 6 quả như này. Khi quả còn xanh là nó sẽ có màu xanh này các nhá. Hiện tại thì đường kính nó chỉ khoảng tầm 1 cm thôi. Khi chín thì nó sẽ to gấp đôi gấp ba lần cái quả này. Đường kính nó dao động khoảng tầm gần 2 phân. Khi chín thì cái lớp vỏ quả nó sẽ chuyển sang màu đỏ nhé. À, ruột bên trong thì có màu vàng sữa. Ăn rất là giòn và ngọt. Cây táo này thì rất là sai quả và cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi. Các bạn có thể lựa chọn là vừa trồng làm cây ăn quả vừa làm cây bonsai. Các bạn tưởng tượng là tới cái thời điểm quả chín ấy thì tất cả các quả này đều chuyển sang màu đỏ, tạo lên một cái cảnh quan rất là đẹp mắt các bạn nhé. Cây nào hiện tại vườn nhà mình đây cũng cho quả rất là sai các bạn nhé. Bộ rễ phát triển rất là ổn định khỏe mạnh này. Đường kính gốc dao động khoảng tầm 4 tới 5 phân. Chiều cao trung bình của mỗi cây thì dao động khoảng tầm 50 tới 60 cm. Đây là những cái chùm quả của cây táo cherry. Các bạn mà quan tâm tới cái giống táo này thì liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Về mình giao hàng toàn quốc gọi nhé. Các bạn nhận cây trước kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Trong quá trình trồng và chăm sóc thì nhà vườn mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bạn để sao cây nó sinh trưởng và ra hoa đậu quả một cách sai nhất các bạn nhé.